Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này Khải sẽ soi cao thủ Mão Lưu Đạn cũng như là trưởng lão bán hội ACE. Cũng như là hôm nay Trần Thông Kim được top 3 nha anh em. Quá xuất sắc, anh được 34k điểm, 84 mạng. Đó, anh em cùng xem xét đồ của anh Mão thử như thế nào nè em ơi. Đây, anh đang đứng trong cái đám lớn rồi nè. Anh em thấy cũng thấy rồi, đang sở hữu một con bông tiêu. Đang sở hữu một con bông tiêu thao phiến tay vật cấp 4 kháng cảnh 5. Con này thì như anh em cũng biết rồi, ở hôm trước ban mình đấu giá thì 8 triệu thì nó chưa có kháng tất cả anh em. Xong rồi đập lên thì cấp 4 như thế này là mất một số tiền khá đáng cỡ anh em. Con ngựa này tầm này ít nhất phải trên dưới 15 triệu đổ lại anh em. Tại vì con cấp 5 nó giá 25 triệu lận anh em. Con cấp 5 giá 25 triệu lận, con này cấp 4 thì khả người nó cũng được giá 15 đến 13 triệu. Đó, đây này cái băng bóng anh em, này cái băng bóng nha mọi người. Này top 3 tổng kim, này khả được top 7 được vi phạm luôn, mang luôn cho nó ngầu. Đó. Quá đẹp. Rồi, nói chung là tiếp tục đây là một set ăn ban. Giá tiền 20. Nhẫn ăn ban hồng Mỹ 29. Quá đẹp. Nhẫn ăn ban hồng Mỹ 25. Và ngọc bòi ăn ban hồng Mỹ 5. Nói chung là ngọc bòi này quá đẹp rồi anh em ơi. Nói chung set đồ anh này thì nếu mà so giá với được những set ăn ban của những cao thủ trước thì nhìn vào set đồ này thì con ngựa là tầm giá 15 triệu rồi. Còn set ăn ban này thì Khải nghĩ trên dưới cái set ăn ban này trên dưới 25 triệu anh em, trên dưới 25 triệu anh em. Tại vì tầm này lên ông Mỹ 3 món rồi, mua hồng Mỹ được 3 món rồi, nhẫn này. Kháng cảnh 5 nữa này. Đó, như những set ăn ban mà mắt ổ bình thường anh em, mắt ổ bình thường tầm này khoảng 15 triệu. Mắt ổ bình thường nha, ví dụ giá truyền 20 rồi nhẫn 27 28, nhẫn 27 28 ngập bội 30 này nọ đi. Thì gọi là giá truyền là mắt đi, thì giá truyền set nó cũng tầm 15 triệu quay đâu. Con này là hồng Mỹ nè. Thì khả người set ăn ban này giá ngập bội mắt ổ mắt pin quá đẹp này. Hồi trước anh mua top đấu giá rồi anh mở nguyên set hồng Mỹ nè. Giá tuy rằng giá truyền hồng Mỹ của anh là 16 9 thôi, khá là dỗm là anh bỏ rồi, anh mua giá truyền, bỏ giá truyền này vào luôn. Thì tính ra anh bù lại giá truyền này vào thì khả người set ăn ban này trên dưới 25 triệu đó. Biết đâu. Rồi, con ngựa này 15 nữa 40 rồi, cái bóng rồi nè. Cái bóng 30 33 85, cái bóng này thì như Khải biết là ảnh săn ra nè. Ảnh chịu rất là nhiều người chịu khó, rất là săn boss rất là nhiều. Săn boss rất là nhiều luôn. Thì ảnh được cái bóng này. 30 33 85 thì cái bóng này Khải nghĩ so với hiện tại bây giờ thì cái bóng này ít nhất phải trên giá 3 triệu nè, trên giá 3 triệu Việt Nam đồng. Cái nón 22 25 20 thì cái nón này cũng tầm trên dưới gần 2 triệu đấy, hơn 2 triệu một chút, Khải nghĩ tầm vậy thì 520. Bao tay 540 thì bao tay này ở server cũng tầm hơn 100k. Cái áo 40, chón và phục hồi 40, phục hồi, chón 40, kháng hỏa 12 thì áo này cũng gọi là ok, đủ hiệu ứng. Nhẫn quên đai lưng 2140 tính ra được 80 chón. Đôi giày 1540. À, đôi giày ngon này, 33 chắc là cũng săn ra là mua trong ban 1540. Những đôi giày mà tóc 33 tầm bấy như thế này 1540 cũng dạng là hàng hiếm server nè. Mắt pin hiệu ứng làm chậm luôn. Và hiện tại đang có cho mình 85 chậm. Cái nón này nữa là 105 chậm nha anh em. Đó. Nó là 105 chậm và 80 chón. Không có một món kháng lôi nào luôn, không có món kháng lôi nào luôn. Nói chung thì đôi giày này cũng trên dưới 15 kim đấy, 1 triệu ấy. Nón này chẳng hạn 1 triệu rưỡi đi, 2 triệu rưỡi. Cái bóng này 3 triệu, tầm 3 triệu tầm này đây thì 6 triệu, 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi bao tay áo ra lưng khá là bình thường. Nói chung là set đồ này trên dưới như Khải chốt là tổng ngựa này nọ thì tầm gần 50 triệu nè, gần 50 triệu set đồ này nè. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho cao thủ anh Mão một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Tại như Khải nói là 80 chậm này, 80 100 chậm chứ, 100 chậm này. 80 chón này. Đó, lượng kháng hỏa còn khá ok, sẽ đăng bàn mà. Rồi, thêm cái kháng cảnh 5 từ ngập bội với lại kháng cảnh 5 này nữa. Cái bàn này quá trâu nè. Hiện tại đang sở hữu mình 3 kỹ năng vẫn có Phi phong 4 kỹ năng vẫn có chứ, phi phong này. Rồi với lại một dòng băng hội nữa nè. Hôm trước anh đấu dòng băng hội 1 triệu nữa nha nè. Dòng băng hội 7 ngày 1 triệu nè, 15 kim tính ra anh được 4 kỹ năng vẫn có. Rồi, với lại càng khôn 2 cấp là 4 kỹ năng vẫn có nè. Rồi anh em xem video đừng quên cho anh Mão một like chia sẻ ủng hộ, cũng như là kênh YouTube Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Anh em nào thích sale soi đồ cao thủ nào cứ comment nha anh em.